câu chuyện Người vợ của cha. Bố ngồi trước mặt tôi và nói: Bố sẽ lấy vợ, ý con thế nào? Trời, bố tôi lấy vợ cơ đấy, điều mà bao lâu nay tôi chẳng bao giờ nghĩ đến. Bố tôi, người đàn ông đã bước sang tuổi ngoài 60, cái tuổi chẳng còn trẻ nữa, vậy mà giờ ông lại muốn lấy vợ. Tôi biết bố hỏi tôi là để thông báo thôi, còn bố đã quyết định rồi. Thì cũng đúng, đó là việc của bố. Chúng tôi là con, không được phép cản, mà ông cũng không làm gì sai. Mẹ tôi mất từ ngày sinh em Lam, bố một mình làm đủ thứ nghề, từ sửa xe, đạp xích lô, chạy hàng ngoài chợ nuôi chị em tôi ăn học. Cuộc sống trước kia thiếu thốn, còn giờ, cả hai chị em tôi đã có công việc, thu nhập ổn định. Cuộc sống của ba bố con không sung túc, nhưng cũng chẳng thiếu thứ gì. Với tôi, bố luôn là người đàn ông mà tôi kính trọng và yêu thương nhất. Vậy mà, bố làm tôi hụt hẫng lẫn thất vọng. Tôi có cảm giác như bố không còn yêu thương chị em tôi nữa. Người đàn bà ấy sẽ bước vào ngôi nhà của bố con tôi, sử dụng những đồ dùng trong nhà của chúng tôi, ăn cơm cùng. Và quan trọng hơn, bà ấy sẽ dành mọi sự quan tâm, yêu thương của bố cho chúng tôi trước kia. Cuộc sống của ba bố con tôi sẽ bị đảo lộn vì một người đàn bà xa lạ. Tôi không hỏi người bố đưa về nhà làm mẹ của chúng tôi là người như thế nào. Dù là ai thì tôi cũng không muốn. Nếu bố còn trẻ, tôi sẽ nghĩ khác. Nhưng bố đã già rồi. Bố còn cần gì ngoài hai đứa con gái ngoan ngoãn, giỏi giang nữa? Chị em tôi vẫn có thể sắp xếp thời gian làm công việc nhà. Còn nếu bố cần một người trò chuyện thì bố cứ tìm những người bạn già trong xóm chơi cờ, bình thơ. Việc gì phải lấy vợ? Tôi lấy hết sự bình tĩnh. Con nghĩ ba bố con mình sống như thế này là được rồi. Con không muốn mọi thứ trong nhà bị đảo lộn. Tôi nói và cầm túi xách bước ra khỏi nhà, chưa kịp nhìn xem phản ứng của bố. Nhưng tự thâm tâm mình tôi mong bố thay đổi quyết định. Lam không muốn, nhưng nó cũng không phản đối thẳng thừng như tôi. Vậy là chỉ có tôi ngăn cản cuộc hôn nhân của bố. Và bố vẫn lấy vợ. Bố không bày vẽ cổ bàn, cũng không mời ai đến chúc tụng. Hôm ấy, bố chỉ làm một cái lễ có mâm cơm, một bó hoa hồng đặt lên bàn thờ mẹ. Còn tôi lấy lý do bận đi công việc gấp để tránh mặt. Lam gọi điện thoại trách móc: Sao chị ích kỷ thế? Chị có biết bố buồn lắm không? Tôi chỉ im lặng. Thế chẳng lẽ bố cũng không biết tôi buồn sao? Bố cũng không để ý đến suy nghĩ của tôi, tâm trạng của tôi. Người đàn bà bố đưa về nhà khác hẳn với suy nghĩ của tôi. Không phải là một người trẻ trung, mà là một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, ít nói, mặc chiếc áo sơ mi màu hoa cà, hay đội nón và thích vào bếp, làm thắc thỏm với tôi. Đấy, bố đã chọn người là chỉ có nhất, vừa ý chị chưa? Tôi gạt đi. Ở lâu mới biết được. Bố nhắc chúng tôi gọi là mẹ cho tình cảm, cho có không khí gia đình. Nhưng sao thế được? Chị em tôi chỉ có một mẹ. Mẹ tôi luôn tồn tại trong ngôi nhà này, không ai thay thế được vị trí của bà. Tôi tỏ rõ quan điểm với bố và thống nhất chúng tôi sẽ gọi là gì cho phải lẽ. Bố không hài lòng nhưng cũng không phản đối. Người đàn bà của bố cũng xưng dì cháu với chúng tôi. Từ ngày có dì, mọi việc trong nhà tôi bỏ bẵng, không động chân, động tay. Ngoài việc tự giặt quần áo của mình thì mọi việc trong nhà dì Hoa lo. Sáng dì nấu ăn sáng, chúng tôi chỉ việc ăn rồi đi làm. Tối về có cơm dọn sẵn, chỉ việc ăn xong, tắm rửa và lên phòng ngủ. Phần vì không đồng ý gì ngay từ đầu, nên tôi tỏ rõ thái độ không hợp tác. Tôi ít nói chuyện, tránh gặp mặt riêng với dì và Niêm Phong luôn căn buồng ngủ của mình. Cuộc sống thiếu mẹ từ nhỏ đã dạy tôi tự vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn. Tôi sớm trưởng thành hơn so với những đứa bạn cùng tuổi, cũng chính vì thế mà tôi dè chừng với tất cả những người lạ. Tôi không tin ai, ngoài gia đình mình. Dì Hoa có vẻ hiểu thái độ của tôi, nên rất ít khi thấy dì nói chuyện hay thể hiện tình cảm với bố trước mặt tôi. Bố biết tôi khó chịu nhưng ông cũng không trách móc gì. Cuộc sống của ba bố con tôi từ ngày có dì Hoa về thay đổi hẳn. Ba bố con tôi ít ngồi lại nói chuyện với nhau sau bữa ăn, cũng ít khi trong nhà có tiếng cười đùa vui vẻ của hai chị em. Ăn cơm tối xong, dì Hoa hãm một ấm trà hoa cúc. Bố vừa ngồi xem phim vừa uống trà. Thỉnh thoảng tôi ngồi lại nghe hai người nói chuyện. Tôi không hiểu những câu chuyện từ ngày xưa có gì hay,
mà khiến bố tôi cười và kể, nghe mãi. Dì Hoa dần mang bố ra khỏi cuộc sống của chị em tôi. Tôi cảm giác mỗi ngày bố lại trở nên xa cách tôi hơn. Hôm bố bị đau đầu, quen như thường ngày, tôi lấy dầu cao vào phòng bóp đầu cho bố thì đã thấy dì Hoa đang cạo gió cho bố. Tôi bỏ lọ dầu cao vào tủ, ấm ức, chạy xuống bếp định nấu cho bố bát cháo mang vào, thì đã thấy bố đang